Xin chào chị ạ, cho em hỏi có phải nhà của bé Gia Minh không ạ? Dạ phải. Dạ em là hiệp sĩ Thiên Vương của chương trình Ước Mơ Của Em. Cho em gặp bé ạ. Dạ rồi, chào Minh. Rồi, dạ, chào tụi chào con chú. Rồi. Chú nhận được một cái lá thư là con gửi đến chương trình là con muốn một ước mơ mà con muốn thực hiện đó là như tìm hiểu về sứ đúng không? Dạ. Tại sao con muốn tìm hiểu về sứ nè? Tại vì đó là con vật kỳ lạ. Thấy trên TV chưa? Dạ rồi. À, có nghe là ngoài đời thật con chưa thấy. Dạ. Nhưng mà trên TV con đã thấy rồi. Dạ. Thế thì con thấy trên TV con sứ đó là màu gì nào? Trắng. Con sứ sống ở đâu nè? À, ở biển. Ở biển. Theo con thì con sứ nó to cỡ nào nè? À, cỡ này. Cỡ này thôi hả? Dạ. Đây là ai? Dạ. Anh con. Anh ruột của con. À, con muốn anh hai đi chung. Con muốn anh hai đi chung? Dạ. Tại sao? Anh hai bảo vệ cho con. À ha ha, con nghe là để anh hai bảo vệ con. Con muốn tìm hiểu sứ nhưng mà con muốn như thế nào? Con nói cho chú nghe để chú biết nè. Con lặng rồi con tìm hiểu về nó. Thế thì con muốn đi tìm hiểu chỉ quan sát sứ thôi sao? Dạ chị... không, bắt nó về. Ồ, bắt về làm gì? Để nuôi nó. Không biết là sứ sống được khi mình nuôi ở nhà không ha? Chú cũng không rõ luôn, không rành luôn. Còn một trường hợp nữa, nếu mà lỡ trúng, con bắt trúng con sứ độc thì sao? Cũng không biết nữa. Sao lại không biết? Vậy con chưa có gặp nó bao giờ. Vậy thì mình phải đi tìm hiểu, mình phải biết là bao nhiêu loại sứ này. Sứ nó sẽ hình dạng ra sao nè. Để mình biết, mình mới quan sát được là con sứ nó độc hay không độc. Đó, con thấy rất là nhiều màu không? Dạ. À, thấy chưa? Ừ. Sứ này con thấy rất là đẹp. Ủa chú, nếu mà người ta đang bơi gì á, người ta đang ngước màu lên mà tao biết gì, mà có trống và sứ ra, đó nó bám vô người mình thì sao? Thì đó là bởi vì khi mà người ta bơi mà trong cái thời điểm mà sứ nó nổi lên nhiều á, thì người ta phải quan sát, hoặc là người ta sẽ phải ngăn cái chỗ đó lại để mà cái người đi bơi họ không tới, chứ không nó sẽ gây bỏng da hay gây nhiều cái tác hại vậy, ảnh hưởng tới cơ thể mình. Theo tụi con, khi mà mình đi bắt sứ, đi quan sát sứ thì nên chuẩn bị những vật dụng nào? Dạ, con nghĩ là cái lưới, mắt kiến. Ồ, lặn. Mắt kiến lặn nữa. À rồi, ống thở. Ống thở nữa. Rồi cũng hợp lý. Hôm nay chú cháu mình chỉ gặp nhau ở đây thôi. Xong, một ngày nào đó chú sẽ liên lạc cho tụi con để mà mình sẽ cùng nhau đi ra biển để mà tìm hiểu sứa. Rồi tạm biệt tụi con. Chào chú. Ừ. Bây giờ là chúng ta đã có mặt ở biển rồi và chúng ta đã thấy biển hôm nay rất là đẹp. Hy vọng là một ngày có thể đó là ngày của sứ nổi lên không chừng. Còn đồ nghề của con đem được những gì nào? Một cái thùng với một cái thùng. Thôi con nghĩ cái này. Có một cái rổ. Cái thùng để làm gì con? Để đựng con sứ. Còn cái rổ để làm gì? Bắt con sứ. Bắt sứ bỏ trong thùng. Dạ. Rồi chúng ta sẽ đi dọc bờ biển thử xem tìm có thể là có sứ nổi hay không. Mình sẽ xuống mình vớt. Để sợ có không cả con không biết có sứ hay không nữa. Chúng ta phải cẩn thận nước biển. Đi tìm đi con. Dạ. Đi dọc tìm nhanh lên. Ướt quần sao? Trời ơi, đi ra biển tìm sứ mà sợ ướt quần. Con bữa con thấy là con sứ nó như thế nào? Có một đống sứ bơi vô bờ. Một đống sứ bơi vô bờ luôn? Dạ. Nó bơi sao? Nó bơi, nó dùng mấy cái xích xích đu á. Nó Xúc tu gì phải xích đu con? Xúc tu. Ừ. Bành ra xong rồi nó khép lại, bành ra khép lại. À, bành ra khép lại nó bơi vô. À. Có không? Nheo mắt lại coi. Che lại mới thấy được. Con quan sát con nhìn thấy sứ là con kênh hai xuống nha. Có phải con sứa không? Có phải con sứa không con? Dạ. Đây. Thấy rồi.
tiêu rồi. Kiếm ơi, kiếm phụ em mà bơi. Trời ơi, một con sứa mà con bắt không được. Mất tiêu rồi. Phải kia không, phải kia không? Màu xanh hả chú? Chết rồi. Buồn quá. Ủa mà đây phải đúng con sứa không vậy? Dạ đúng. Nhưng mà thường thì theo con biết con sứa lên bờ sẽ chết ngay. Hình như cái này là xích đu của nó. Mà nhìn nó lạ. Xúc tu chứ mà xích đu không? À xúc tu. Xúc tu à. Lại đi con lại. Rồi đây là một cái cách mình có thể mình tiêu hủy nó mà không làm cho bờ biển của mình bị ô nhiễm. Chúng ta đã thấy hai con sứa dạt vào bờ, đúng không? Bây giờ nếu mà muốn tìm được sứa sống thì mình phải ra ngoài kia. Dạ được. Nha. Dạ. Con bơi ra ngoài đó được không? Dạ. Dạ không. Thế dạ? Bơi ra mới bắt chứ. Dạ không. Nếu mà vô đây là nó chết rồi. Nó đánh mình cái rồi lỡ như nó kéo mình ra rồi sao chú? Vậy không được hả? Thấy khá là... Không tự mình bơi ra ngoài đó không được. Dạ. Tại con thấy rồi. Khá là nguy hiểm. Nguy hiểm đúng không? Dạ. Rồi vậy thì bây giờ chú sẽ dẫn tụi con tới một người ở đây, người ngư dân mà dạ. Họ rất là am hiểu. Chú này rất là am hiểu về biển. Chú Sáu ơi. Hai bạn này muốn tìm hiểu về sứa. Nhưng mà bây giờ các bạn nhỏ này là muốn bắt được con sứa mà còn sống ạ. Giờ mình có cách nào không ạ? Giờ tụi con đi bắt thì tụi leo con đi ra lấy thúng này đi ra bắt sứa. Mấy bạn nhỏ này đi được không ạ? Áo vô hết đi. Lại vô ạ. À mặc... Nhờ ông Sáu là chúng ta đã bắt được một con sứa còn sống nè, còn đang bơi luôn ha. Bây giờ tụi con muốn hỏi gì ông Sáu về những con sứa, tụi con hỏi đi nào, nhanh lên. Dạ không, con sứa này á thì nó có độc. Con sứa này nó có độc. Con sứa này là như vậy, còn là con ăn nữa. Con sứa lửa nó là độc. À sứa lửa nó màu đỏ. Dạ để nó cắn là mà xương cây đồ xương phòng hết. Xương phòng hết ạ. Dạ, có đem về nuôi được không? Được, hoặc là phải có nước biển này chứ còn nước ngọt nuôi nó không được. Rồi, vậy thì chúng ta chỉ có quan sát thôi. Con thấy là tìm hiểu về sứa, con đã hài lòng chưa? Rồi, cảm ơn ông Sáu. Ông Sáu đã giúp tụi con tìm hiểu về con sứa. Tạm biệt.